Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Em làm clip giới thiệu đến các anh một mẫu sản phẩm. Một mẫu này có mã hàng là SD40. Mẫu này đến từ nhãn hiệu Sarome, một nhãn hiệu đến từ Nhật Bản. Mẫu này thì rất là nổi tiếng nhưng mà thực sự là rất là hay cháy hàng. Nhà em rất là phải hay đặt hàng, và anh nào thực sự thích cái mẫu này thì có thể liên hệ với em để chờ nhé. Bởi vì là có những đợt hàng em về được thì kịp thì sẽ đủ hàng để giao cho các anh. Nhưng mà em cũng nói luôn là rất ít khi đủ hàng để giao. Em thì cũng rất là ít khi làm được clip cho mẫu này, bởi vì là hàng về thường là xuất đi luôn nên không còn hàng tồn để làm clip. Hôm nay rất là may mắn, hàng vừa mới về đến và em còn kịp làm clip. Và cái mẫu này cũng có anh đặt rồi. Chính vì thế là nếu như mà các anh yêu thích những cái mẫu của Nhật hoặc là các anh mua để làm quà tặng thì các anh cũng nên chủ động đặt trước khoảng 15 ngày đến 1 tháng để đảm bảo là mình sẽ có hàng. Còn nếu như mà mình yêu cầu gấp quá thì những cái mẫu của Nhật thường số lượng rất là ít. Mẫu này là Sarome, đến từ Nhật Bản. Hàng chính hãng, hộp hai lớp, hộp bên ngoài là hộp giấy, ở bên trong là hộp nhựa. Đấy, giấy tờ của Sarome bao gồm là ba thứ tiếng: tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Anh. Đây là hàng Sarome này, có rất là nhiều giấy tờ khác của Sarome. Em chả biết là em cũng không biết tiếng, nhưng mà ở đây thì sẽ có một phần hướng dẫn sử dụng. Thì cái cách hướng dẫn sử dụng này rất là đơn giản, ở trên kênh YouTube của Ambe Bật Lửa Đẹp thì cũng đã có clip hướng dẫn sử dụng cho bật lửa rồi. Hầu như các dòng bật lửa thì đều có clip hướng dẫn. Chính vì vậy là các anh chỉ cần tìm kiếm ở trên kênh YouTube Ambe thôi, hoặc là các anh có thể bấm theo dõi kênh để cập nhật những cái thông tin này. Đây là một chiếc bật lửa ga các anh nhé. Ở đây thì em có nhìn thấy là một cổng điều chỉnh ga to nhỏ, cũng như là các cái núm xoay như thế này để điều chỉnh ga to nhỏ, và cái cổng này là để bơm ga. Hết ga thì các anh dùng bình ga mini dí vào thôi là ok rồi, cực kỳ tiện luôn. Mẫu này sử dụng ga và thiết kế khá là mỏng, cực kỳ độc luôn. Cái vân phay xước đen rất là sang trọng, phần viền được làm trơn bóng. Cái bật lửa này khá là mỏng, chính vì cầm trên tay rất là nhẹ, nhưng mà nó là chất liệu kim loại nguyên khối. Ở đây thì có khắc thêm cái logo của Sarome. Cái bật lửa này là lửa cong các anh nhé, lửa cong thuận tiện cho cả các anh châm tẩu, các anh hút tẩu, hút thuốc lào, hoặc là các anh hút thuốc lá bình thường, rất là tiện và rất là tiết kiệm ga. Đánh lửa tương tự như dòng DuPont, đánh lửa bằng bánh xe và xoáy vào trong. Thì cái phụ kiện của cái bật lửa này thì có thể dùng chung với lại DuPont được. Chính vì vậy khi mà mòn bánh xe, các anh có thể liên hệ với bên em để được hỗ trợ giao cả bánh xe các anh nhé. Khi mà đặt hàng thì các anh cũng nên lưu ý là nếu như mà mình chưa có ga thì mình có thể yêu cầu mua thêm bình ga để bên em giao, tiện thể một đơn hàng mình dùng được lâu. Và cái ga của bên em là ga chất lượng, chính vì vậy dùng nó sẽ an toàn cho sức khỏe hơn của các anh rất là nhiều. Sản phẩm của Nhật nên là mọi chi tiết đều hoàn thành rất là tốt, cũng như là rất là, phải nói là rất là đẹp và rất là tỉ mỉ. Sờ không có một cái vết cấn nào, không có một cái vết khự nào ở lại cả, rất là chắc chắn. Cái núm điều chỉnh này rất là tiện, bởi vì nó lồi lên. Chính vì vậy là các anh có thể điều chỉnh bất kỳ lúc nào. Thiết kế khá là vuông, phù hợp với lại rất là nhiều anh. Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website. Để tiết kiệm thời gian thì các anh có thể là gọi nhanh cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.